Xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ. Thưa quý vị khán giả, chương trình Sao Hay Chữ trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20h30 thứ ba trên kênh HTV7. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi chúng ta gặp nhau vào những ngày đầu xuân năm Canh Tý 2020. Hôm nay mới có mùng 4 Tết thôi. Chắc là những ngày vừa qua thì quý vị khán giả đã có những ngày xuân thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc bên gia đình và những người thân của mình. Và sẽ càng hạnh phúc hơn nếu như trong những ngày này chúng ta có thật nhiều niềm vui, có thật nhiều tiếng cười. Và bên cạnh đó còn là nét đẹp trong văn học Việt Nam, trong những câu ca dao, trong những câu thơ lục bát vốn dĩ đã đi vào lòng chúng ta từ khi chúng ta còn nhỏ, qua những câu hò, qua những lời ru của ông bà, của cha mẹ dành cho chúng ta. Và chương trình Sao Hay Chữ thời gian vừa qua đã lên sóng cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương của quý vị khán giả. Và thông qua chương trình thì các bạn trẻ có cơ hội nhớ lại những câu ca dao cũng như là cái sự phong phú, đa dạng trong kho tàng ca dao của Việt Nam. Và ngày hôm nay, nhân ngày mùng 4 Tết thì vẫn còn không khí xuân tràn ngập, cho nên là Nghĩa mong muốn gửi đến cho quý vị khán giả một chương trình thật hấp dẫn, thật đặc biệt. Chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh của các thí sinh mà họ là những người cũng quen thuộc với chúng ta, những bạn trẻ, những người nghệ sĩ vẫn đang song hành cùng với con đường nghệ thuật của mình. Nhưng bên cạnh đó các bạn cũng luôn muốn trau dồi cho mình những kiến thức, những điều thật là bổ ích từ kho tàng văn hóa, kho tàng ca dao của Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những hình ảnh thú vị nhất, hấp dẫn nhất của chương trình Sao Hay Chữ nha. Mời quý vị cùng theo dõi. Âm nhạc bắt đầu. Điểm hấp dẫn đầu tiên của chương trình chính là khách mời quen thuộc muốn thử thách và chinh phục vốn ca dao của mình. Để mở màn với sự xuất hiện ấn tượng khi chính thức bước vào cuộc thi Sao Hay Chữ là trò chơi dân gian truyền thống đầy vui nhộn. Trời ơi, thôi mình lên dân gian quá rồi. Thua rồi, không ăn gian. Sao thua? Thua rồi. Gì cái công vậy? Trời ơi, trong trận đấu vừa rồi, bé Quỳnh chiến thắng. Trời ơi. Bởi vì bé Quỳnh nó tỉnh bơ rồi. Em biết sao tin thua không? Sao? Đáng lẽ là cái người nhỏ là rất là nhanh nhẹn, nhưng mang hai cục tạ nặng quá đi không nổi. Đi không nổi rồi giật không được luôn. Nó người ta bây giờ tới mình mang về độn vô. Đây. Đó, trời ơi, đề tạ độn không vậy? Người đàn ông mang về độn. Chuẩn bị. Chơi vui vẻ thôi nha trai nha. Ok. Không cọc, không quạo nha. Ok. Âm nhạc. Mình tin chơi hay quạo lắm á. Là những chuyện gian. Đứng xa xa ra Lâm. Trời, đừng có chuyện gian nha. Ủa sao nhạc lâu quá vậy? Không khí. Đi cho hay quá Lâm ơi. Theo ông trai, em chỉ sơ sót một chỗ thôi. Cái chuyện nhạc nó lâu hay mau kệ nó. Cái trận chiến vậy rồi, Dương Lâm chiến thắng. Yeah. Và bây giờ mời hai người chiến thắng ở hai vòng bước vào sàn đấu. Gì nữa vậy? Quỳnh với Lâm. Trời ơi cực quá, trời ơi, chơi game giờ trời cung Tết nè. Trời ơi, chưa được vô game đó hả? Chưa. Trời ơi. Cái này là mới vòng ngoài thôi. Âm nhạc. Vòng ngoài thôi. Âm nhạc. Trời mới giữ xe thôi đó trời ơi. Tránh ra cho Lâm đừng ăn gian cho Lâm. Không. Mấy Quỳnh nó tỉnh bơ phải không? Mặt thờ có vẻ không quan tâm. Bé Quỳnh một lần nữa chiến thắng. Bịt mắt bắt về. Đó, đó là cái trò anh tính nói với em. Trời xin cho mình luôn nè. Đừng có cố tình lấy lòng MC nha. Và bây giờ trò chơi bắt đầu. Ba, hai, một, bắt đầu. Ui, im lặng. Ai vậy? Ôi bàn tay mịn màng quá, ai vậy? Em biết ai rồi. Ai vậy? Ai? Đứng yên, để cảm nhận. Trời ơi, thấy bóng bóng là biết ai rồi. Sao? Có đồng ý là của nhau hay không? Em ưng. Còn bên đây là em chịu anh. Dạ em đồng ý. Trời ơi. Em ưng, em chịu, em đồng ý. Vậy thì các bạn là của nhau. Chúc mừng. Hồi nhỏ mình hay có cái câu chơi cái bài với bài đồng dao, dung văn, dung vẻ nhớ không? Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò tương tự như thế. Mời 4 người vào vị trí. Xả giày. Đúng rồi đó Vy. Xả giày. Xả giày. Chuẩn bị. Âm nhạc. Đi. hay là em nhảy vô sao mà em bị giật mình phải không? Em bị giật mình. Tội nghiệp nhỏ, lấn ai? Lấn Gia Bảo. Tội em ghê anh. Tội cậu đá xe hả em? Ghê. Bảo như cục đình gì đó. Có mà đạp lên em luôn chứ bộ. Bỏ một cái vòng ra, bây giờ còn hai cái vòng mà thôi. Bắt đầu. Hey! Chưa mà. Chưa. Dạ anh Nhật, nói chứ mình cũng có tuổi rồi Nhật đó. Cho nên là cái sự phản ứng của mình. Dạ đâu, anh đi đi. Không, anh thì lại bí bằng nhau nè. Cái độ phản ứng nhanh nhạy của mình nó cũng phải thua kém em Út bằng chút chứ. Dạ, bây giờ anh cãi phải không? Dạ mời anh và mời mọi người xem lại khoảnh khắc vừa rồi. Rõ ràng anh phóng vô trễ hơn bé Vy. Vậy là cái cơ hội anh về vì em là quá rồi. Bỏ một cái vòng ra. Dạ thưa quý vị, bây giờ là một trận chiến ngang tài ngang sức nha quý vị nha. Bắt đầu. Đi. À. Dạ thưa quý vị, Vy hai tay sát hai đường vuốt đã là người chiến thắng trong cái trò chơi này. Trò chơi Bảo Hút. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ. Trò chơi này của những cái người mà dân miền cao á đó, người ta hay chơi một cái cũng giống như là người ta gieo duyên luôn vậy đó. Ném còn. Đầu tiên hai người đàn ông làm trước đi, cho hai người phụ nữ có thể mà thấy bắt trước làm thêm. Tôi anh lớn rồi thôi anh nhường cho, tưởng làm trước là em trẻ đẹp. Qua đây chị Lan, xích qua bên kia luôn. Anh ấy ngọc tưởng bắt đầu quăng sao em chạy lại gần em bỏ qua được không? Không được em, được hả? Có ăn gian. Ủa sao chưa chớm nữa? Tiếp anh Thanh vô. Thì ra tưởng sẽ không hơn anh nhiều hết. Thì ra là cưng. Trời ơi, xém một chút đây nè. Đây nè, hồi nãy giả bộ rồi, bây giờ cái này thiệt nè anh Thanh. Đó, em nhắm mắt em quăng luôn nè. Rớt hết rồi. Trật luôn nha anh Thanh, vô. Nè, mình được mấy lần? Cưng ơi, nào vô thôi. Ai vô thôi hả? Rồi mãi không vô sao trời? Rồi lượt cuối, hai người tiến gần thêm chút, cho tiến gần thêm chút. Đó, tiến gần đi. Rồi Ngọc Tưởng, vô. Wow. Nó dướng cột dọc. Anh Thanh, vô con ơi. Ba lại con. Vô dùm ba cái con. Vô dùm ba cái con. Như vậy là với phần thi của hai người không. Ủa vậy em rớt. Tiếp theo mời Vân Khánh và chị Lan. Bây giờ em rớt nè. Trời cái cuộc ra với tôi là hơi căng nha. Đừng có tưởng lớn tuổi là thua nha. Với phụ nữ. Ba vậy hả? Phải ưu tiên. Trời ơi cầm chi dài như vậy. Vậy hả? Gắn lại. Đứng gần thêm chút nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho Khánh đứng sát cột luôn đi. Trời ơi xém qua, xém qua, xém qua. Tới chị. Sao chị qua dòng còn á? Vậy không? Đúng rồi chị. Đó. Quá. Không. Hai người này là tới sáng luôn á. Rồi. Tới sáng luôn nè. Cầm lên tay chút. Ráng lên. Đếm nhẹ tay xíu nữa. Trời ơi. Bắn chim á chị. Em quăng đâu vậy? Giờ nhẹ tay xíu nha. Cái này đúng quá. Cái nào đúng rồi. Cái nào cũng được. Nhẹ thôi. Ôi khó quá. Dễ luôn nha. Vâng Khánh chiến thắng. Cho chị cờ cuối cùng. Khánh hay quá. Không qua. Rồi bây giờ mời Vân Khánh và anh Tam Thanh. Trận chung kết. Còn trận chung kết nữa. Chung kết nữa hả? Đúng rồi. Anh nhường trước nè. Khánh ơi. Anh trước lên đàn ông. Đi trước đi anh. Phải không? Anh đứng xa hơn phụ nữ phải không? Dạ. Qua chắc rồi. Trời ơi Vân Khánh. Người ta đàn ông người ta nhường mình mà Khánh. Mẹ luôn. Người ta nhường mình mà. Có dừng gần quá khó đi. Người ta nhường mình mà. Không qua người ta. Vẫn không qua. Đứng gần như vậy mà còn không vô. Đứng gần quá không khó vô á. Ý trời rồi cưng ơi. Ý trời rồi Khánh ơi. Ngang nè, sờ ngang nè. Thấy chưa? Sờ ngang. Qua không? Em biết Khánh chật rồi em đưa cho anh hả? Không qua. Anh Thanh lên. Rồi xong. Chiến thắng. Bước đến vòng 1, vòng thi khởi động. Để chinh phục được những phần thưởng giá trị và thể hiện sự thông minh uyên bác của mình, các đội chơi phải vận dụng rất nhiều những chiến thuật bằng cách lựa chọn ô chữ quan trọng và cách suy luận hợp lý để mang về chiến thắng cho đội của mình. Ô này nè. Ô đầu ô cuối. Ô này vậy hả? B8. B8. Rồi. Và A2. Thôi đừng có A2. Nó phải dính hai cái chữ đầu mình okay. Mới hiểu được. A1, A2, B8. Bây giờ thường ca dao tục ngữ cái từ đầu tiên rất là quan trọng. Đúng. Bây giờ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ đó chữ công là biết công rồi không? Dạ đúng. Đó, và em mua từ A1. A1. Thường những cái câu ca dao này thì thường là câu đầu với câu cuối là nó theo vần thì mình dễ hơn. Rồi, đợi em chọn A1, A6, B6. Em nghĩ để khó khăn lắm thì sẽ không chọn ô A1, A6 và B6. Thì sẽ gây ra sự khó khăn, mình phải suy nghĩ động não. Đội em suy nghĩ động não, đội em kia cũng phải động não. Chứ không thể nào mà bắt đội em mà động não. Em chọn ô B7 là 1, A5 là 2. Mình mua 4 ô là bên bà chị 7 bên kia, bà sẽ mua 1, 2 ô dưới này là bà biết rồi, 1, 2 ô dưới này là biết liền. Bây giờ em mở ô A2 đi. A2 rồi. A2, yeah. Bên đây có muốn mua không? A3 hả? Chị thích nào? A2 thì mình mua A4 chứ mắc mua A5. Chuẩn bị đứng chạy tới gõ chuông cho chị. A2 và A4 luôn. Bên kia là mua 3 luôn hả? Mua 3 chưa? Mua 3 rồi. Mình đâu có nhất thiết mình phải mua 3 đâu, mình để dành tiền. Không phải, nhưng mà nếu như mình mua nhiều, mình có nhiều gợi ý mình dễ đoán ra hơn. Bên bển mua 3 cái gợi ý luôn cho mình rồi, mình mua 2 thôi. Trời ơi, nó tính quá kìa anh. Trời ơi, vậy sao tính quá. Em chọn A6. A6 và B6. Thường A6, B6 nó sẽ gieo vần cùng với nhau. Dạ đúng. Vậy mua chỗ đó chi uổng, nhiều khi mình đoán chỗ đó cũng ra được vậy. Nhưng cái này nó chỉ mới là khởi động thôi anh. Sương thôi, bây giờ để tôi coi coi. Tại vì là tụi em cũng không có biết đó là thực sự những cái câu lục bát này là nó có khó không. Các đội chơi không chỉ gặp rắc rối những câu ca dao tưởng chừng vô cùng quen thuộc, nhưng đôi khi có một khác biệt đôi chút. Đó chính là điểm độc đáo khi xuất hiện những dị bản khác nhau trong kho tàng ca dao phong phú. Cho lấy cái danh dự chứ. Em muốn lấy danh dự à? Em mất luôn hả anh? Thay đổi từ đầu cục diện tới giờ hình ảnh của tụi anh em tụi mình luôn. Là thời mình tới luôn đó em. Tiếc là thời chưa tới. Đây là đáp án sai. Trời ơi. Hết. Gõ kiểu Hồ Việt Trung thiếu ơi. Gõ Hồ Việt Trung. Đó. Cảnh nào cảnh chẳng âu sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sai. Chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Sai. Xin mời ô chữ. Ơi trời ơi, đi về chỗ cũ, đi về chỗ cũ tức quá đi vô đi luôn. Hồi nãy anh Nhật nói em, trời ơi sao em chạy chậm quá vậy. Thôi em nói trời, em lên cùng một lúc, em trễ một giây thôi, đừng sao để anh cho. Ngồi đây, ngồi yên ở đây. Bây giờ anh trễ tới 10 giây phải không? Em trễ 1 giây, anh Nhật trễ tới 10 giây. Bên đây làm sao? Gọi chiêu sớm quá. Dạ không, câu này em biết. Biết phải không? Đọc cho đúng nha. Bởi vì cái vở thi của em là em sử dụng bài này. Trời đất ơi. Thôi đừng có quảng cáo lỡ mà nó trật một chữ. Em nói cho anh nghe, tại vì em thi liên quan sân khấu toàn quốc cho vở của em á, là nói về cha mẹ, thì cái bài này là bài chủ đề. Và Hoài Lâm hát bài này thì Hoài Lâm cũng là em của em luôn. Nhưng mà chưa chắc em trả lời đúng. Mời em trả lời thử coi. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Hoài Lâm hát cho em nghe. Chết rồi. Sao giọng điệu anh kỳ vậy? Em hát thử xem, em nhớ không? Cái câu này nó không phải câu hát, nó là câu đọc thơ đầu rồi nó mới vô bài hát. À, Hoài Lâm, cho anh hỏi em xíu. Em có giận hờn gì Gia Bảo không Lâm? Khi em đọc cái câu thơ này, em hát cái câu thơ này cho Gia Bảo làm vở tốt nghiệp, em có cố tình em hát sai không Lâm? Em đúng, không sai. Em có chốt không? Chốt. Em chốt. Khi mà tôi nhấn nhá như vậy có nghĩa là tôi muốn cho các bạn khẳng định lại một lần nữa cái sự lựa chọn của mình. Chốt chưa? Chốt đi anh. Chốt. Đêm. Chúc mừng các em đúng rồi đó. Thấy chưa? Xin mời ô chữ. Nghĩ ra được hay không thì lên gõ chiên nha, còn nếu không thì mua thêm. Gõ chiên. Lẹ. Nè, nhớ nghe, ca dao đôi khi nó sẽ có những dị bản mà em thì vốn dĩ là cái người mà ưa phóng tác thơ ca của người ta nữa. Anh sao anh Nghĩa ơi, anh không có tin gì cái khả năng của em gì hết trơn. Không, anh không bao giờ tin hết á. Anh khẳng định luôn. Nói cho đúng nè, nói sai cái là mất 1 triệu đi về đó. Vậy mình tin biết chưa? Biết rồi, nhớ kỹ nha. Ok. Rồi, câu như sau. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu, Chốt không? Chốt phải không? Khoan khoan khoan, cái chỗ chốt mà. Rồi Lâm đã nói chốt rồi. Chốt đi chị, câu này em thuộc. Dạ, dạ. Mẹ em dặn em chắc tại vì nhà em ruộng quá trời luôn. Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang. Mẹ nói là Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang, đúng không? Bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu. Nhà em có mấy chục mẫu dưới quê. Già quá ha. Già quá. Rồi mời về chỗ. Bé lanh lắm. Thưa quý vị và các bạn, đáp án mà Dương Lâm đưa ra là đáp án, nói nhỏ cho nghe nha. Đúng rồi. Nhạc em nghe nói gì không? Đáp án vừa rồi là đáp án sai. Rồi cái giọng nết lên mà mẹ dặn sai một từ một thôi. Thấy chưa Lâm ơi là Lâm. Bây giờ nè, các em có muốn trả lời hay không? Bây giờ bạn ơi đó. Mọi người ơi chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tất đất cái này vàng đó mọi người ơi. Chứ em nghĩ là cái này là đúng này. Câu bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu là đúng rồi, chỉ có bên trên thôi. Mua thêm, em nghĩ là mua thêm. Được, em mua thêm từ nào? Mới câu đầu tiên mà sợ gì? A5. 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 Mời ô chữ A5. Bình tĩnh không? Bình tĩnh không hề bình tĩnh nha quý vị. Thử nha. Sao? Thử nha. Em nói chuyện nè. Anh ơi 1 triệu đây. Tiền nha. Mình nhiều tiền mà. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tất đất tức bàn bấy nhiêu. Chốt chưa? Chốt. Mà sao em nghe cái từ chớ nghe nó có vẻ ca dao hơn ấy. Thì anh cũng thấy vậy nhưng mà lỡ tại vì anh Nghĩa nói là đây là dị bản mà. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, khác chữ đừng và chữ chớ với Lâm hồi nãy. Bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu, đây là đáp án, mời em về chỗ. Ủa? Em tưởng được công bố luôn chứ. Sao mặt xù như vậy Lâm? Tự nhiên mình lật hết cho người ta, em vô nó sửa em ghét. Chính xác. Ôi đúng luôn. Trời ơi tôi tức á. Khớp với đáp án của chương trình hay không mà thôi. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang chúng ta vẫn nghe nói như thế, nhưng mà chúng ta cũng nghe rằng là ai ơi đừng bỏ ruộng hoang có rất là nhiều những cái dị bản như vậy. Và đáp án của chương trình là ai ơi đừng bỏ ruộng hoang. Vấn đề là mình có khớp hay không mà thôi. 10 triệu dành cho đội Hoài Trinh. Lâm là xịt keo luôn hả em? Vì tại mẹ em rồi. Không nha, mẹ em hỏi vậy đó. Mẹ em Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang. Hồi nãy khi em nói về mẹ em lần đầu tiên anh nghe rõ ràng, em nói rằng mẹ nói rằng Lâm ơi đừng bỏ ruộng hoang. Cái sau đó em lặp lại lần thứ hai. Dạ mẹ em nói Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang. Em nghĩ ui sao mẹ em không có nhất quán. Hỏi. Dạ con xin lỗi bác. Nếu như bác có đang coi chương trình thì bác xí xóa cho em đó nha bác. Dạ. Mời mọi người nghe một bài hát. Cốc chết nàng nháy mồ côi bay. Đây là bài Lý Con Cóc. Câu ca dao của chúng ta là một cái lời tỏ tình ngộ nghĩnh, dí dỏm, đậm chất Nam Bộ. Một lời tỏ tình ngộ nghĩnh nha. Mở ô chữ. Hả? Anh Tam Thanh đang bánh chiên. Quánh đi. Hay quá anh ơi. Quánh đại chứ chưa nhớ gì hết. Ủa gì kỳ vậy? Con cóc. Con cóc gì nó nhảy bưng con nhảy rồi. Nó kêu con nhái mày ưng cho rồi. Cóc nó nhảy bưng nó kêu cái quệt. Nó kêu biểu ưng cho rồi. Nó kêu lại nguyên câu rồi mình chốt nè. Con cóc nó nhảy bưng bưng nó kêu ọp không, nó kêu cái quệt biểu ưng cho rồi. Chốt chưa? Chốt. Quệt nghe lạ lắm á. Ọp đi. Không, bị gì người ta đổi từ hết rồi. Cái quệt kỳ lắm á nha. Cái quệt kỳ lắm á. Nó kêu ọp nó kêu cái quệt. Giờ cái quệt hay ọp? Cái này lạ lắm. Cái quệt là nó kêu quệt chứ ột là con heo. Dạ anh chị đừng tranh cãi nữa, em công bố ngay đây. Dạ thưa anh thưa chị, đây là đáp án sai nha. Ủa gì hết? Dạ sai nha. Nói chung là mình sai câu đầu, em tiết lộ luôn. Câu sau là anh Thanh đúng nha chị Lan nha. Nó kêu cái quệt luôn. Dạ đúng nha chị nha. Sai câu đầu thôi. Con ếch mà mình kêu con cóc hả? Bài này bài con cóc mà hồi nãy gì nó con cóc mà. Con cóc thì đó là cái bài Lý Con Cóc. Nhưng mà còn cái chuyện trong câu cái dao này để con cóc con ếch hay con trùng gì kệ. Vậy đó. Vậy là mình được quyền không? Chị được quyền trả lời đi. Vậy con nhái hả? Con nhái. Đánh chiên không? Đánh chiên tốn triệu. Đại Nghĩa sẽ mở một cái lượt mua bán. Dạ vậy mình mua A2. Mua A2. Mua A2. Rồi còn gì nữa không? Vậy thôi con đó thôi. À chị. Hả? Chị. Nhưng mà giờ nè, bên đây mua một ô, bên kia muốn mua không? Mua. Mua ô nào? Mua A2 luôn. Rồi vậy mình mua. Anh ơi, ủa bên này mua mà. Anh mua A3-4. Anh mua A3-4. Bên đây. Vậy thôi A5 luôn cho rồi. A5 đi. A2 với A5. A2 A5. Nha, tức là bây giờ mở cái câu này lên, bên nào chạy trước bên đó thắng. Okay. Anh lẹ lắm. Chạy đại đi, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Đại Đại Nghĩa đã tiết lộ cho mọi người nghe rằng câu trên là câu sai, còn câu dưới là đúng rồi. Chuẩn bị. Mở chữ. Rồi. Chưa mở mà anh mở chạy rồi. Lên. Mở rồi. Rồi. Anh chạy lên. Mở rồi. 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 Mở rồi. Anh Thanh Thanh đọc. Con ếch ngồi giữa gốc bưng, nó kêu cái quệt. Hả? Gì nữa? Biểu ưng cho rồi. Kêu cái quệt biểu ưng cho rồi. Giờ có muốn sửa lại ọp ọp không chị Lan? Không không. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Còn gì nữa không đúng? 10 triệu cho thịt tôm vịt. Thấy chưa? Yeah. Mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bên đây rất nhanh, hai chị em phóng lên như một cơn bão. Gõ chiên mặc dù chưa biết là có câu trả lời hay không. Bình tĩnh. Họ chưa chắc đâu không trả lời đâu mà. Chưa biết là có câu trả lời hay không nên gõ giành điểm. Đề nghị không được làm họ mất tập trung. Không, em hát thôi mà. Bạn tình ơi, yêu dấu chúng ta nhau rồi. Dù trong cách chờ nhưng lòng chớ quên câu ai mượn. Tại vì sao mà duyên ta lỡ, nói gì cũng anh biết thôi. Để tôi giải trình. Em thấy rồi, em cũng biết cái hàng ở dưới rồi mà em cũng không nhớ hàng ở trên thôi. Bây giờ đằng nào mình cũng đã gõ chiên rồi cho nên phải trả lời thôi. Em vừa đi em vừa nhìn bộ cái ý còn chữ cuối không biết. Bên đây lỡ nhả rồi. Em thấy buồn chị em ghê. Rồi, một liều 37 cũng liều em cũng. Nói chung là kiến thức thì nó bao la, còn em thì nó hàng hẹp lắm. Nên em có sai thì các anh chị em ở đây, các anh chị em ekip cũng như là quý vị khán giả cũng chăm chút bỏ qua. Ủa thì ủa gì mà chăn chối dữ vậy chị? Mắc cười quá, người ta nói lên cái nỗi lòng. Đầu năm đầu tháng mình phải nói để mọi người không có trách mình. À anh Nghĩa ơi, cái này là bỏ 1 triệu để nói. Không phải. Vấn đề ở đây là nếu như mà chúng ta bỏ 1 triệu ra để mua kiến thức quý báu như vậy là đúng. Nói đi em. Nói đi. Nói đi, hay quá rồi đó. Dạ. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương. Ồ, chứ lẽ không lẽ là mồm nhai cơm cháy à? Sao tự nhiên nghe xong rồi em đơn chút vậy? Trời ơi, em cũng hoang mang. Đồ tờ em cũng có cái câu đáp án y chang vậy. Sao bà đi một vòng hồi có đáp án rồi mà vẫn không thề luôn. Chị nói em nghe nè, thiệt chị nói dốc là chị ốm á. Ủa thề gì kỳ vậy? Không phải không, bởi vì bây giờ Tiền Mập không hề muốn ốm, bởi vì ốm là không còn mọi người yêu thích Tiền Mập nữa mà gọi là Tiền ốm. Bởi vậy á nè, ngồi buồn nhớ mẹ ta, ta gì không biết, ta đây à, không đúng, ta xưa, ta xưa chính xác rồi, nhớ hồi xưa rồi, còn ở dưới là ai cũng biết rồi mà. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Đây là đáp án chính xác. Gì mà bà nói bà không biết đó, đúng là câu ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương. Và tuy rằng Tiền Mập có một chút sự nhẹ quay đầu nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra được đáp án và mang về cho đội của mình 10 triệu đồng. Anh cho em trước khi bắt đầu chơi em gửi một lời khen. Tại vì em không nghĩ là ca dao tục ngữ mà lại có thể gắn với ăn thua mà nó vui đến như vậy. Em muốn mua B3. Và khác hẳn ở vòng 1, khi hai đội chơi đến với vòng 2, đây chính là vòng thi quyết định khi mỗi ô chữ có giá lên đến hàng triệu đồng. Và phần thưởng cho các đáp án trùng khớp cũng vô cùng hấp dẫn. Và đặc biệt gây cấn nhất của vòng 2 đó chính là ô chữ độc quyền, chỉ bên mua mới nhìn thấy, cho nên màn trả giá có 102 đã diễn ra. 10 triệu, 10 triệu mua không? Mình trả giá đi. 5 triệu đi, 10 triệu là nửa giải thưởng rồi, ai mua. Bên đây mà không mua bên kia cũng có đoán được đâu. phải có qua có lại chứ, bây giờ đây không mua bên đó cũng chết. Bên này chỉ có bên kia chỉ cần một chữ này thôi là bên kia biết liền. Không, chưa chắc. Bên đây A1 không biết nè. Chơi công bằng luôn, em không mua. Em chỉ bán thôi rồi em dọn nhà đi chỗ khác. Ủa, anh lên mà anh nói một cái là mấy đứa biết từ đó từ gì rồi. Cái con đường của em đi từ hồi đầu chương trình tới giờ là đợi chị đọc xong rồi em lên em sửa mà chị biết mà. Này chị có ngon. Chị mua với giá 7 triệu đồng. Đó, cái gì 7 triệu? Thôi, hồi nãy một từ 3-5 triệu còn chưa bán mà. Bây giờ bán B4 thì bán. Còn nếu mà A1 thì A1 không bán đâu. Em thấy chưa, hồi nãy đúng là mình mua tốn 7 triệu, 10 triệu thì mình tốn có 5 triệu mình mua được B4 rồi. Mua B4. Mua B4, bán. Cái từ B4 bên đây lại. Lật B4 bên đây. Anh được rõ rồi hả? Rồi. Rõ chi không? Rõ. Trả lời miễn phí. Rồi, sử dụng quyền trả lời miễn phí. Nhưng mà A1 có chắc không vậy? Bên sai bên đây cái bên kia đúng liền ngay lập tức. Rồi, cái câu này là nó dễ thương lắm nên nó sẽ là thương. Em nghĩ là thương á. Rồi chơi. Thương nhau trầu bổ làm đôi, ghét nhau câu xấu bổ ra làm 10. Chốt không? Chốt. Nghe thấy phi lý rồi không quý vị? Ai nói trầu mà bổ. Đây là đáp án sai. Các bạn có thể thương lượng để mình có thể mình trao đổi mình mua bán. Câu này khó nè. Rồi hay quá, câu cuối cùng hay quá. Đúng không nè? Đội bên đó đang có nhiều tiền hơn á, đội bên đó có thể thương lượng tại hôm nay tới 4 ô lận. Mình mua B1 không chị? Bây giờ nếu mà bên đó muốn lấy ô B1 thì bên đây đang muốn lấy ô A6. Bán đồng giá thì bán đồng giá. Bán 20 triệu không? Trời trời. Em ngã giá chị trước đi, chị bán nè. Trời trời, rồi lát nữa tự nhiên chị lật kèo rồi sao ai biết được chị. Em ơi. Ủa, em không tin. Nếu như em thấy rằng những cái từ của em đang có nó giá trị thì em có được quyền tăng giá lên một chút nha. Rồi bây giờ bên kia có muốn thỏa thuận muốn mua bán gì với bên em nói đi. Dạ nhà mại vô dạ mại vô mấy anh chị lựa giùm em đi. Dạ em có bốn con ở đây. Dạ em nghĩ nên mua B1. Ừ, Nhã muốn mua B1 bán nhiêu? Bây giờ bán nhiêu giờ? Mình mua 1 triệu rồi bán 1,5 triệu đi. Tôi nha, tôi trả một giá một. Không, bây giờ vậy đi. Bây giờ mình thương lượng nước đôi nha. Em mua sẽ mua A6 của chị. Không, bây giờ em nói trước em bán nhiêu. Trời ơi, ngồi tự nhiên bán xong cái này xong cái tự nhiên cái. Ủa, trời bảo bán thì mình em có tiền mà. Bán hay không? Có tiền chính xác đáp án đâu. Cái chữ xong á nó rất là xong là gì? Xong. Chữ sau, chữ. Ủa sao tự nhiên em nói ra vậy vàng? Bên kia ta không cần mua nữa đó. Ủa tự nhiên tôi mất tiền nghe vậy trời. Vừa rồi vàng mới nói cái từ gì em nghe không? B2 em nghe rồi. Có nghe mà không có biết câu này câu gì. Rồi, trời ơi coi như miễn phí chị cái câu đó. Chị làm ơn chị cho em tính lại một ô được không chị? Chị ơi tự nhiên em lỡ miệng em nói ra chị. Buôn bán mà không cẩn trọng gì hết trơn à. Chết rồi tự nhiên buôn bán mà em lỗ lã rồi. Kiểu này về má bánh bòm đầu luôn rồi chị ơi. Em ơi chờ chút để chị đại chị suy nghĩ. Thì sự chị cũng không biết câu này đâu. Chị ơi chị em đê đầu. Em muốn mua ô nào? Em muốn mua ô A6 chị. A6 đúng không? 10 triệu. Trời đất ơi chị ơi. Tại vì câu này chị trả lời không được. Thì chị chỉ quyền bán. Thôi bây giờ em nên 5 triệu đi. 5 triệu không, bán liền. Tiền bạc nó rất là quan trọng. Năm mới tới, năm hết Tết đến rồi. Em đã cho chị một câu miệng phí tại em ngu rồi. Tôi không còn nghe. Tôi không biết. Trời ơi tức dễ sợ luôn. Chị không có nhu cầu nghe. Em bắt chị nghe chị còn phạt em nữa đó. Giờ sao? Nhiêu? Bán bao nhiêu? 10 triệu. Không, bán 10 triệu mua đâu. 5 triệu thì còn thấy cao rồi. 5 triệu rồi còn thấy cao. Tụi em đang ít tiền mà chị ơi. Dạ thưa anh là nếu mà 5 triệu không bán. Đội em không muốn mua ô A6 nữa. Đội em muốn thương thảo ô B5. Chị sẽ bán ô này với giá 11 triệu. Trời đất ơi. Cái đó chị không biết nha. Tại vì Nhã quyết định. Không, tại cái ô này á bên chị cũng sẽ không cần đâu. Giờ vậy nè, mình đã biết cái từ đó rồi. Đằng nào mình cũng đã biết, cũng đã thuộc từ đó rồi đúng không? Thôi giảm giá cho rồi. Biết đâu mình có thêm mớ tiền. Bên kia trả lời sai người ta mất tiền, mình có tiền. Dưới 2 triệu thôi là được rồi. Em lấy 10 triệu mắc thôi, em lấy 10 triệu thôi. Trời gì vậy? Trời. Tại vì cái từ này đối chị em biết từ đó là em biết. 14 chữ chỗ nào chuyện quý trơn á. Chữ nào là chuyện quý trơn á. Bán cho người ta đi, bên kia có cái từ đó chưa chắc đã trả lời đúng. Bây giờ chị xin thêm chút xíu được không? Là chị xin gì? Mỗi người nhường nhau một bước 7 triệu đi em. Thôi mình nhường nhau một bước 6 triệu là kết quả cuối cùng được không? 6 triệu là một câu, 2 triệu là chị lật được 3 ô miễn phí rồi. Đáng nữa dòng tới chị lật được miễn phí 3 ô. Chị phải trường chị mua sữa cho con chị. Ôi trời chị ơi. Thôi bây giờ được, muốn được thôi. Đánh đàn ông nó tới mặt đầm chứ đàn ông à. Không giỡn à. 7 triệu, mua không? 7 triệu. Mua 7 triệu. Em mua ô B5 của chị 7 triệu rồi. 7 triệu từ B5. Vậy thì đóng ô B5 lại. Sao? Cái này này cái nào là biết rồi, 4 này biết rồi. Cái này nhá, cẩn thận cái này nhá. Cái này Tú nghĩ là đôi khi Dám không, dám không, dám không. Bởi vì nếu mà mình không là mình lộ, người ta đã không biết cái câu này sát rồi. Bây giờ thêm một ô nữa. Có phân dân hai ô là tụi em đang chờ lọt một trong hai ô là tụi em sẽ lên trả lời được thôi. Tại cái này nó có rất là nhiều dị bản. Tại cái câu này nó bị chung quá. Có nguy cơ là em sẽ trả lời sai theo một dị bản nào đó, thì bên kia chắc chắn sẽ biết được hết tất cả những ô mà em đã mở. Cho nên em không trả lời. Rồi, như vậy thì cả hai đội đều không trả lời. Cái lượt đầu tiên này chỉ có một cái cuộc trao đổi mua bán giữa hai đội với giá là 7 triệu đồng cho cô B5. Bây giờ mua A4. Mua A4 kìa. Nói rẻ tôi bán lại cho. Rồi, thôi bây giờ mình chơi fair luôn, bán bằng giá chương trình luôn. Chơi không? Trời ơi, bán bao nhiêu vậy? 1 triệu đúng không? Anh giờ anh muốn sao? Mình tùy em gái tùy à. Hài Duy Quý không? Em, cái A4 nó quan trọng lắm. Rồi, thôi vậy mình bán gấp 10 lần đi. Tăng giá cho anh. Thôi nó mất tiêu tiền mua. Thôi, rồi về bán. Phải gấp đôi. Thôi gấp đôi đi. Rồi không tin được luôn. Tại vì còn mua mấy chữ đâu phải mua một chữ không đâu. Rồi, thôi số bán sĩ. Bán sĩ giảm giá trước nha. Là bán nhiêu? 2 triệu. Rồi 2 triệu. A4 đồng ý mua không? A4 2 triệu hả? Là 4 triệu. 2 chữ là 4 triệu. Để bán A2 với A4. A2 với A4 là 4 triệu á hả? Ừ. Bán không? Không, cái A2 mắc hơn nha. Cái A2 mắc hơn nha. Sao cái gì cũng mắc hơn vậy? Không, thôi bán A4 thôi. A4 bán đi, có gì tôi bán lại cho dưới. Ở dưới một mớ nè. Đúng rồi. Bán A2, mua A4 thôi. A4, 2 triệu mua không? Mua. Giao dịch thành công. Bán B8 rẻ thôi chứ bây giờ thiệt á trai. 6 triệu. Ủa nó vẫn thổi cái giá này kia chứ. Ủa mà giá mình chút nữa đi. Vậy thắng cái này. Ôi sao mình cũng đã biết cái từ này là từ gì rồi đúng không? Giảm giá cho người ta đi. 5 triệu. Bằng giá hồi nãy anh nói luôn. 5 triệu. Chơi luôn. Rồi. Quan trọng. Trời kiếm cái đồng tiền cực quá. Đổ mồ hôi, đau não về phải uống thuốc bổ não. Mà bây giờ được 20 triệu. Bây giờ có bỏ cái câu này ra không lời lãi gì chứ. Không đủ tiền mua thuốc bổ não. Mua đâu, ít ra được cái danh dự. Phải không? Mua 5 triệu. Ok. Trời lắm nó xài xa quá hả? Ngồi trong tôi được 12 triệu. Ai làm lợi em đúng không? Bây giờ bên đây họ thắng 20 triệu. Mà trừ hết cái mớ tiền đi, cái tiền mà họ dư lại được đi cộng vô cái vốn mà không bằng tiền của tụi em nữa. Anh Nghĩa, anh Nghĩa anh suy hướng lắm. Nhưng mà anh chắc chắn mua không? Chắc chắn mua không? Chắc chắn mua từ này không? Anh mua đi. Anh chắc chắn mua thì là em bán. Tại vì từ này cũng khá quan trọng. Thôi khỏi mua. Em vừa nãy là anh nói sai từ này rồi đó. Nó bị phí quá một chữ mà bán 5 triệu. Mà trong đó tôi đi quay ngày cũng mua 2 triệu. Không. Nhưng mà bây giờ đoán được từ này từ gì chưa? Trời ơi dễ gì mà đoán ra. Đây cái từ này khó lắm mà. Từ đây vừa nãy nó sai mà. Mấu chốt. Anh nghe lời anh Nghĩa nữa. Mất tiền là tại MC đó. Mua đó đi. Ok 5 triệu. Giao dịch thành công. Ô B8 bên đây đóng lại. Mở ô B8 bên đây. A4 cái từ này nè. Từ này A4. A4 hả? Bán 17 triệu. Quên đi. Hả? Quên đi. Người ta được quyền bán, em được quyền trả giá. Thì trả đi. Triệu 7 50. Triệu 7 50. Hồi nãy nó bán mình nữa kia nhiêu? Tấm tiền luôn đi. Nãy bán 6 triệu. Hồi nãy 6 triệu giờ mới lại 6 triệu được không? 10 triệu. 10 triệu. Không 6 triệu thôi. Câu này em lấy 20 triệu mà em nhả lời có 10 triệu. Nãy em thua biết bao nhiêu câu rồi anh? 6 triệu đi. Nãy 6 triệu đi. Nãy mua 6 triệu anh lớn anh chơi kỳ. Rồi cho bán. Trời em nói câu này anh bán em 6 triệu. Rồi mở lên cái ra ân hận nè. Thấy chưa? Ông hận rồi, nói đúng rồi. Ông hận nữa chứ. 6 triệu. Làm bộ thôi, làm bộ lên giá này. Có ai gọi chiên không? Lẽ chính sự bí ẩn đến từng giây phút trong từng ô chữ đã tạo nên những tình huống vô cùng vui nhộn. Có thể là một cú lội ngược dòng một cách ngoạn mục khi kỹ năng thương thuyết của đội chơi phát huy ở mức cao nhất, hay cũng chính là sự tiếc nuối khi vụt mất cơ hội chinh phục giải thưởng giá trị khi rơi vào tình thế vung tay quá tráng, xài một ly đi một dặm. Dương Lâm, em đã có chốt không? Chốt đi. Chốt. Đội tâm linh, các bạn đã đầu tư một số tiền rất lớn cho cái câu này. Mua có 2 từ thôi mà 12 triệu. Trời đất ơi, đau xót lý con cua. Quá trời thiệt á. Đó, mà bây giờ nếu câu này mà sai một cái là coi như phá sản như chơi. Phá sản. Đúng không? 12 triệu tiền mua 2 cái từ này, rồi chưa kể từ cái lượt 1 đến lượt 2 mình mua thêm mấy từ khác nữa. Mà một từ 1 triệu chứ tỏ gì có chừng coi như là huề vốn hoặc là thâm vốn luôn em ơi. Thâm luôn cái tiền thưởng này luôn đó. Để cố gắng làm giàu. Ôi Lâm, chị em mình đã đa cái chỉ tiêu mà nghèo mà chơi sang mà đúng không? Đúng nghèo mà sang. Nếu như mình nghèo cũng được nhưng mà mình có cái sự hãnh diện. Ở đời mình có bao nhiêu cái 15 Lâm. Đúng không? Đây là đáp án. giờ tôi nói sai cái chắc làm té xỉu. Sai. Cái gì? Hay là đúng ta? Đây là đáp án đúng. Yeah. Đúng. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng, đầu bạc như bông. Anh nói thiệt, chưa biết là bên đây á cái tiền lời mang về được nhiêu nha. Tại vì mình cấn trừ những cái mua trước đó bao nhiêu thứ mà bên em còn không có 12 triệu ngon lành. Kinh doanh, kinh doanh. Đây. Bên đây anh Nhật đọc lên thật ra chỉ có sai có 2 từ thôi. Bảo đọc xem. Trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bến nước, con đò. Con đò vẫn đưa. Chốt chưa? Rồi. Chốt. 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 Cứ ngỡ là bên đây, sau khi nghe bên đây đọc xong thì phải nhớ như in trong đầu để mà có một cái đáp án đúng. Nhưng rồi, không, em đã nhớ không chính xác. Lên nha anh. Đánh chi? Anh đọc hay em đọc? Anh đọc. Thôi bây giờ mình dư lắm anh, mình đang thắng mà. Rồi, giờ mình ngâm thơ đi. Ngâm thơ lại với nhau. Rồi, ngâm thơ lại với nhau. Ngâm thơ nè. Trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bên cũ, con đò khác đưa. Tăng 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 tăng. Dạ, mặc dù hai anh em hai tông khác nhau, hai tông khác nhau nhưng mà vẫn đọc trọn vẹn được câu ca dao này. Chốt chưa anh? Dạ chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Sao vậy Bảo? Cái bên kia đó bến của bà này ba là bến nước, em cứ nhớ bến nước. Mà Bảo ơi, cái dáng của em cũng hách dịch lắm Bảo. Cái dáng em trả lời như hội đồng vậy đó. Nhìn nè, chống nạnh nè, cái bụng vượt mặt. Cái bụng bự vượt mặt. Trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bến nước, con đò dẫn đưa. Mà nó bến nước hoài thì tức vô nước kìa. 20 triệu về đội Huế và em. Câu ca dao này mượn cảnh vật mùa xuân để tỏ tình, có nhắc đến một loài hoa. Xin mời ô chữ. Rõ. Gõ đi, gõ chết. Cho người ta ấy rồi. Bên đây đã gõ chiên trước. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ mình phải thở này, thở đã, nhìn lại đi, đúng rồi. Trèo hoa nụ. Có một câu một thôi. Cái này em nhớ là nó có một câu một thôi. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay, sao em không nhớ những ngày còn xuân. Sao cái gì mà muốn nhảy xuống dưới lầu vậy? Anh đọc lại gợi ý một lần nữa cho em được không? Không. Chốt không? Chốt không? Đằng nào cũng ấy rồi. Hy sinh thử một lần cho đáng sức trai. Một liều 37 cũng liều. Mua hay là chốt? Chốt luôn. Chốt luôn đi. Chốt luôn đi Tú ơi. Sao bé nó rơi rụng dữ vậy? Đừng làm thời gian căng thẳng thêm nữa. 1, 2, 3. Chốt. Đúng không? Sai rồi đó. Ủa sao giống chuẩn bị đăng quang hoa hậu quá vậy? Chuẩn bị đăng quang chứ anh, 20 triệu lận anh. Nhiều lắm á. Dương Thịnh Vàng 24. Biết đâu. Chính xác. Hay quá. Cái vũ này nè là có hai chị em suy nghĩ anh chọn nha. Đây, bây giờ mình phải đánh đi, không còn đường nữa, mình chứ không bây giờ đâu có đường đâu. Thì đúng đánh rồi nhưng mà ý là em hỏi là anh chọn chỉ nào. Đừng có cản anh mà, đừng có cản anh nữa, đừng có cản anh. Đây là cái câu quan trọng. Và anh tiết lộ một điều, đội nào mà trả lời đúng câu này xem như đội đó giành chiến thắng chung cuộc. Đúng. Là bởi vì hiện nay số tiền của hai nhà đang ngang bằng nhau sau rất nhiều cuộc thương lượng mua bán. Đọc đi em. Nghe để còn học thuộc. Cứ suy nghĩ đi. Thật ra em đoán không ra được là chị sẽ đoán ra được á. Tại vì đúng rồi, chị biết mà, hồi đó giờ kêu đều vậy, chị hiểu mà. Rồi em trả lời luôn. An rồi. Cầm vàng lặn lội sang sông, vàng rơi không nhặt, tiếc công cầm vàng. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lẹ đi trời ơi. Rồi sang sông đi. Dạ chứ An là cho sang sông luôn. Đáp lại lần nữa cho nó nguyên câu nè. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lặn lội sang. Sang á, sang, anh nghĩ là sang. Em cũng nghĩ là sang. Trinh cũng nghĩ là sang. Đằng nào cũng thua rồi nên gợi ý cho đẹp, cho thắng đẹp đó rồi. Tự tin lên. Em nghĩ là sang sông á. Cầm vàng lặn lội sang sông, vàng rơi không nhặt tiếc công cầm vàng. Chốt chưa? Chấp nhận như sao giờ? Đây là đáp án không chính xác. Ủa sao vậy Dân? Sao cái mặt em lại thánh thiện lắm mà? Không chính xác à? Không. Cái mặt em rõ ràng anh nói bên đó cái chữ sang mà cái mặt ánh mắt triều mến ghê lắm. Tất cả đều là một cái bẫy. Bởi vậy bên đó đã sai rồi. Đây là đáp án sai. Hồi nãy biết tại sao bên đây nói bên đó sai không? Tại vì cái từ bên đó nói là từ lặn á, lặn lội, mà bên đây là mà lội. Cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi không nhặt, tiếc công cầm vàng. Vàng rơi không nhặt nó hơi vô lý. Tôi không còn yêu anh nữa. Sai không. Rồi đó anh. Không. Cầm vàng không. Mà lội sang sông. Không có vận gì hết á. Qua sông. Hết giờ nha. 5. Em biết rồi thì đó, vàng rơi xong rồi. Vàng rơi 2 không 1. Vàng rơi không thấy, tiếc công cầm vàng. Sai. Đó là đáp án không chính xác. Từ từ, bàn cái đã. Ở đây, lượt cuối nha. Cầm vàng mà lội sang sông, vàng rơi không lặng, tiếc công cầm vàng. Chốt chưa? Rồi. Chốt. Đây là đáp án sai. Thấy chưa? Đoán tới kết. Sai một từ nữa thôi. Bên đại nhân em có muốn gọi chiên không? Có chứ. Không, bên đây là xem như hết lượt trả lời rồi. Ồ. Bây giờ còn lượt cuối cùng của anh đây thôi. Em có cái cách nào để mở B4 không? Không. Cầm vàng mà lội qua sông. Đúng rồi, không thấy là mình rơi, lúc nào mình không biết. Cầm, biết rồi luôn. Cầm vàng mà lội. 5. Cầm vàng mà 4. Lội sang qua. Nếu không gõ chiên thì coi như không trả lời. Rõ đi anh, gõ đi. Vàng rơi không lối. Tiếc. À, vàng rơi không tiếc. Tiếc không cầm vàng, đúng rồi. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Làm gì mà lập tự vậy? Chắc chắn. Em chắc chắn. Có nghĩa là mình không có tiếc cái cục vàng mà mình lại đi tiếc cái công cầm vàng. Dạ, chính xác. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Đội Đại Lang bằng cái khả năng mua bán rồi bằng cánh mắt mơ màng của đại nhân. Đội của các bạn có số tiền là 33.500.000 đồng. Vẫn nhiều tiền hơn so với đội Mộc Lan. Cái này á, người ta kêu là người tính không bằng trời tính, phải không em? Em cảm giác sao em? Thì nói chung là em sẽ rút kinh nghiệm là sau này mình không được rộng rãi quá. Mình phải biết tiết kiệm hơn khi mình có tiền. Chính vì mình hơi rộng tay, phóng tay chút cho nên là cái số tiền mình nó còn khiêm tốn hơn so với anh ta. Nhưng chúng ta đã có một cái buổi rất là kịch tính, rất là hấp dẫn cùng với nhau. Biết thêm rất là nhiều những câu ca dao, những câu thơ lục bát mà chúng ta đã có phần nào đó quên đi. Cảm ơn đội Mộc Lan. Vòng 3 chính là lúc thể hiện khi kiến thức vững chắc và tốc độ cực nhanh trong từng khoảnh khắc. Đội chơi còn lại phải thể hiện được sự nhạy bén, khả năng ghi nhớ và sự suy luận thông minh để chinh phục 3 câu hỏi hóc búa chỉ trong 120 giây để mang về giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Không biết mình đâu có bỏ từ vô được, đâu có thời gian. B1, B2, B7, B8 đi. Rồi, tới câu thứ 2 thì em chọn ha. C1, C3, C5. C1, C3, C5. D1, D3, D5, D7. D1, D3, D5, D7. Chà, chọn sao le vậy ta, xen kẽ vậy đó hả? Chiêu mới, được. Anh nghĩ là đầu tiên là mình nên mở những cái ô quan trọng trước đi. Em mở tất cả những ô nào có số 6 á. Rồi, tiếp theo. B8, D8, F8. 3 cái số 8. Bây giờ là anh nghĩ là chính giữa là 4. 4 hoặc 5. Mà là câu trên hay câu dưới thì tùy em. A4, C4, E4. Mở đều chân vậy ha. Dạ. Bây giờ mình chung thủy với lại cái hồi nãy mình chọn đi. A1, A2, A5, A6. A5, A6. B1, B2, B8. Hai câu dưới sao anh chị? Ở dưới này cũng y vậy luôn. Y chang gì luôn. Chơi một cái phong thủy vậy thôi đó hả? Đó, phong thủy gì rồi. Đó. Photocopy. Rồi, chuẩn bị. Mở ô chữ. Câu 1, câu ca dao phê phán những kẻ lười biếng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân cá nhân. Ăn thì ngon. Ăn thì cũng muốn đồ ngon hả? Làm ăn thì cũng muốn ăn ngon hay đồ ngon. Làm thì mà làm thì chọn việc còn con mà làm. Ăn thì cũng muốn đồ ngon hả? Đồ ngon là ăn ngon đó, cái chữ đồ đó là ăn thì cũng muốn ăn ngon. Không, ăn thì cũng muốn cùng ngon. Làm thì chọn việc còn con mà làm. Sai một chữ, sai một từ. Làm con thì... này ăn thì sai câu trên đó. Ăn thì cũng câu 2 nè. Câu cái dao phản ánh nỗi lòng cha mẹ khi gả con làm dâu nhà người, trong đó có nhắc đến một món canh dân dã miền Bắc. Có con canh dân dã miền Bắc hả? Canh gì ta? Ở ngoài Bắc hay ăn cần. Em có người Bắc, miền Bắc em biết. Gần có con gần, có bác đem cho, có bác canh cần. canh cần nó cũng đem cho. Có con mà gả chồng gần, có bác canh cần nó cũng đem cho. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Cái câu dễ. Đây là hai câu đầu tiên bài Lý 10 thương. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà cứ giết. Đúng không? Chốt. Chính xác. Câu 1 hả? Câu 1. Ăn thì chọn món, ăn thì cũng muốn ăn ngon hả? Ăn thì chọn món ăn ngon, ăn thì cũng muốn ăn ngon. Làm thì chọn việc, còn con mà làm. Tay câu đầu, tay cái A3 đó. Ăn thì thay A3 đi. Ăn thì cũng muốn ăn ngon. Hồi nãy nói là gì? Tay A3 và A5 đó. Ăn thì cũng muốn. Hết giờ. Đúng 2 câu. 40 triệu đồng. Yeah. Có 1, 2 gia vị, một loại cay, một loại mặn để biểu tượng cho tình cảm chung thủy đợi chờ. Dạ, em trả lời câu số 1. Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Chính xác. Câu số 2 gợi ý. Theo kinh nghiệm của người xưa, tháng cuối năm và tháng đầu năm, người nông dân nên canh tác gì? Tháng Giêng là tháng trồng cây, tháng chạp. Thôi cho qua đi. Câu 3. Dạ. Câu Thơ Kiều miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên ngày xuân lúc Thúy Kiều gặp Kim Trọng trong lễ tảo mộ. Cỏ xanh cao tận chân trời, cành lê tuyết điểm một vài bông hoa. Đọc kỹ những cái từ đó nha. Cỏ. Câu Thơ Kiều đó. Cỏ. Câu này quen lắm. Cỏ xanh. Cỏ tranh xanh tận chân trời. Cỏ xanh xanh tận chân trời. Cành gì ta? Cành lê. Em nhớ là cành lê. Tô điểm một vài bông hoa. Chưa đúng. Cỏ xanh cành lê tuyết điểm một vài bông hoa. Cỏ xanh xanh tận chân trời, cành lê tuyết điểm một vài bông hoa. Chưa đúng. Còn 25 giây. Cỏ tranh xanh tận chân trời. Cỏ tranh. Ừ. Cỏ tranh xanh tận chân trời, cành lê tuyết điểm một vài bông hoa. Chưa đúng. Còn 12 giây. Cỏ tranh xanh tận chân trời, cành 4, 3, 2. Cành lê tô điểm một vài bông hoa. Vẫn chưa đúng. Như vậy là đội Chi Ngã Em Nâng, các bạn trả lời đúng được 1 câu, thêm 20 triệu đồng dành cho các em. Câu 1, câu ca dao nhắc cho chúng ta nhớ về một ngày lễ truyền thống hướng về quốc tổ trong năm. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Tổ Tổ mùng 10 tháng 3. Đúng, chính xác. Câu 2, câu ca dao nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào. Trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn mặt chứ, nhìn mặt. Cứ đoạn đi anh, anh đoạn câu 6. Mặt mà bắt hình dong. Gợi ý của câu 3 là câu ca dao dùng biện pháp nói quá, ví nỗi nhớ bằng những thứ rất nóng. Đó là câu số 3. Còn câu 2 là câu ca dao nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào. Nhìn mặt mà bắt hình dong. Con lợn thì béo mà lòng thì ngon. Anh nghĩ cũng được chứ bộ. Chưa chính xác. Trong mặt mà bắt hình dong. Để anh nghĩ câu cứu y ở dưới coi. Trong lợn tưởng béo, trong lòng tưởng ngon. Nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào là câu 2 đó. Theo cái cách nghĩ của người xưa. Trong mặt thì bắt trong mặt chớ bắt hình dong. Nhìn lợn thì béo nhưng lòng thì ngon hả ta? Sai. Giờ mình có đủ ăn không hả ta? Sai. Câu ca dao nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào. Trong mặt mà bắt hình dong. Con lợn thì béo miếng lòng thì ngon. Gần đúng. Anh ơi anh. Má lợn thì béo còn lòng thì ngon. Vẫn là đồ ăn. Rất sai. Còn 10 giây. Đoán câu 3 đi. Trong mạch. Đừng đứng trên lửa hay ngồi đóng than. Hết giờ. Đội Hoài Trinh, các bạn trả lời đúng được một câu, mang về cho mình thêm số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Gợi ý câu 1. Câu ca dao biểu đạt cho tình yêu mới chớm nhưng nồng nàn và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Rồi, anh đọc câu 1 nha. Rồi. Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Chính xác. Câu 2. Câu ca dao này nói về thân phận người phụ nữ xưa không biết được tương lai thế nào, ví như một hiện tượng thiên nhiên. Thân em như hạt mưa rào, hạt sa đáy giếng, hạt vào vườn hoa. Chưa đúng. Thân em như hạt mưa rào, hạt sa đáy giếng. Hạt sa vào giếng, hạt vào vườn hoa. Vẫn sai. Không biết, mình qua câu sau đi. Qua đi. Thuyền về có nhớ bến xưa, bến. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một già khăng khăng đợi thuyền. Chính xác. Trở lại câu 2. Thân em như hạt mưa rào, hạt sa đáy giếng. Hạt vào vườn hoa rồi hồi lúc này rồi hả? Hạt sa cái gì vậy? Hạt sa đáy giếng. Hạt sa xuống giếng. Hạt sa xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Yeah. Thời gian còn lại rất nhiều nha, còn lại khoảng gần 1 phút. Có nghĩa là trong vòng 1 phút mấy giây thôi, hai anh em đã giải mã được cả 3 câu ca dao này. Quá tuyệt vời. 100 triệu đồng. Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh thật vui nhộn, thật hấp dẫn mà chương trình Sao Hay Chữ đã mang đến cho quý vị trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian sắp tới, chúng tôi vẫn lên sóng hàng tuần vào lúc 20h30 thứ ba trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và mong rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ chương trình Sao Hay Chữ nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Đầu tiên là Phương Trinh Julie nè, đi cùng với Kali, hai cái màu nó xuất sắc đứng gần. Hôm nay là không hề hẹn nha anh. Không hẳn. Tiếp theo Minh Dũng. Minh Dũng xin chào cả nhà.